Tiền Giang, Tứ Mã không một cá nhân buôn bán phân bón giả số tiền gần 180 triệu đồng. Ngày 8 tháng 11 năm 2021, đoàn kiểm tra liên ngành 389 trên TG do đội quản lý thị trường số 6 chủ trì kiểm tra đột xuất tại không một cơ sở buôn bán phân bón trên địa bàn huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra lấy không một mẫu phân bón gửi kiểm nghiệm chất lượng. Kết quả, mẫu phân bón này là hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng vì có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật đã đăng ký công bố áp dụng. Cụ thể, chỉ tiêu lân hữu hiệu V2O5HH chỉ đạt 1,6%, kali hữu hiệu K2O chỉ đạt 4,1%, trị giá hàng hóa vi phạm gần 60 triệu đồng. Sau khi thẩm tra, xác minh thông tin, đội quản lý thị trường số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cá nhân vi phạm. Do vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định tại điều 195 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 nên ngày 9 tháng 12 năm 2021, đội chuyển giao hồ sơ vụ việc cho công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật. Đến ngày 14 tháng 4 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Phước đã có quyết định không khởi tố hình sự do hành vi của cá nhân trên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm và đã chuyển trả hồ sơ vụ việc cho đội quản lý thị trường số 6 để xử phạt vi phạm hành chính. Mới đây, đội quản lý thị trường số 6 hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cục quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang trình chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân nêu trên về hành vi buôn bán phân bón giả về giá trị sử dụng, công dụng với số tiền gần 180 triệu đồng.